hồi ức các nhân chứng về phát súng đoạt mạng bà Trầm Dung Hà. Sau khi nhận được cuộc điện thoại của Nam Cam chỉ đạo thủ tiêu Dung Hà, Hải Bánh đã trực tiếp lệnh cho Hưng Phi Nhon và Trường Xoan tìm Dung Hà để thanh toán. Cái chết của bà Trầm Dung Hà đã gây chấn động trong giới giang hồ ngày ấy. Vụ án đình đám ngày nào đã lùi xa 15 năm, nhưng khi nhắc lại, các nhân chứng ở đây đều không khỏi bàn hoàng bởi tính chất manh động của kẻ gây án. Tại hiện trường nơi Dung Hà bị sát hại, mỗi năm vào đúng ngày ấy, người ta lại thấy bó hoa trắng cùng khói hương bay lên nghi ngút. Tiếng súng lúc nửa đêm đoạt mạng bà Trùm. Đã 15 năm trôi qua, kể từ ngày vụ thanh toán đẫm máu gây nên cái chết của bà Trùm Dung Hà tại số 17 Bùi Thị Xuân, gây đình đám dư luận một thời. Cho đến nay, khi đi ngang qua địa chỉ này vào lúc nửa đêm, Gần với thời khắc Dung Hà bị bắn chết, dưới một gốc cây lớn, người ta vẫn thấy khói hương nghi ngút bay lên, điều này khiến không ít người liên tưởng lại vụ án chấn động năm nào. Theo hồ sơ chúng tôi thu thập được từ phía cơ quan công an, vào tháng 8 năm 2000, do hết cửa làm ăn ở miền Bắc, Dung Hà đành phải dẫn đàn em dạt vào thành phố Hồ Chí Minh. Lúc này đứng đằng sau Dung Hà là Minh Sức, một trùm buôn lậu ma túy, chân ướt chân ráo vào Sài Gòn. Nhưng Dung Hà đã bộc lộ bản chất của kẻ giang hồ, muốn chia phần lãnh địa với ông trùm Năm Cam. Sau những đòn quậy phá Năm Cam như rải phân người cho đến tổ chức chém nhau, ném mắm tôm, thả rắn tại sòng Bạc, Dung Hà đã được ông trùm nhượng bộ cho mở quán ba cây mít, nhưng thực chất là sòng bạc trá hình tại số 17 Bùi Thị Xuân, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Tuy nhiên không dừng lại ở đó, Dung Hà tiếp tục lấn chân vào chuyện kinh doanh của Năm Cam tại Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng Dung Hà được đằng chân lên đằng đầu nên Nam Cam đã ngầm chỉ đạo cho Hải Bánh trừ khử Dung Hà. Sau nhiều cuộc trò chuyện với anh Nam, Hải Bánh đã trực tiếp bay từ Nga về nước để trực tiếp chỉ đạo đàn em xử Dung Hà. Đêm mùng 1 tháng 10 năm 2000, biết được thông tin Dung Hà đang xuất hiện trước quán ba Cây Mít, số 17 Bùi Thị Xuân, nên Nguyễn Việt Hưng, tức Hưng Phi Nhon, đã chở Nguyễn Xuân Trường, tức Trường Soan, đến tìm Dung Hà thanh toán. Khi Hưng và Trường đến nơi thấy Dung Hà đang ngồi uống nước cùng ba người khác ở trước số 17 Bùi Thị Xuân, Hưng chạy xe đến dừng lại tại vị trí cách nơi Dung Hà đang ngồi, khoảng 200 mét đứng đợi. Thấy Dung Hà mất cảnh giác, Trường cầm súng đi bộ đến chỗ Dung Hà nổ súng, sau đó lên xe trốn biệt cùng Hưng. Nói về vụ nổ súng kinh hoàng đêm ấy, ông Nguyễn Văn Chuyển, trước kia làm bảo vệ của khách sạn cạnh số 17 Bùi Thị Xuân cho hay, Tuy đã nhiều năm qua rồi, nhưng mỗi khi ai bảo tôi kể lại vụ án đêm đó tôi đều thấy ớn lạnh trong người hôm ấy tôi trực ca đêm nên chứng kiến toàn bộ vụ việc dung hà lúc đầu ngồi chung với ba người nhưng sau đó có một người bỏ đi còn lại dung hà ngồi với hai người phụ nữ lúc này có một thanh niên đội mũ tay bèo mang khẩu trang đi bộ đến bất ngờ chĩa súng vào đầu dung hà và bóp cò trúng đạn dung hà nằm gục xuống đường ngay trước nhà còn mấy người ngồi với dung hà thì sợ quá không hét lên được lời nào. Cũng theo lời kể của ông chuyển, vào thời điểm trên, khi nghe tiếng súng nổ, một số bảo vệ khách sạn có chạy ra hiện trường. Tuy nhiên khi mọi người vừa ra hô hoáng chở Trung Hà đi cấp cứu, thì bất ngờ người đàn ông bịt mặt nói trên liên tiếp nã nhiều phát đạn có ý cảnh cáo về phía các bảo vệ. Biết hung thủ có ý dằn mình, nên hầu hết các bảo vệ khi ấy đều chạy trở lại vào trong khách sạn không dám trở ra. Sau loạt đạn vang trời lúc nửa đêm, hầu hết người dân sống tại khu vực trên đều thức giấc nhưng không ai dám ra xem vì sợ dính đạn lúc này dung hà nằm thôi thớp trên đường mãi đến khi có một đàn em tên khánh cùng các đàn em khác chạy đến dung hà mới được đưa vào bệnh viện nhưng do vết thương quá nặng nên đã không qua khỏi bí ẩn bó hoa trắng đặt ở gốc cây nơi bà trùm bỏ mạng sau vụ nổ súng kinh hoàng khiến dung hà bỏ mạng nói trên hầu hết các nhân chứng có mặt tại hiện trường đều được triệu tập về cơ quan công an để điều tra. Quán ba cây mít cũng phải đóng cửa để phục vụ công tác điều tra. Người dân khi ấy cũng ít dám lui tới hiện trường vụ án. Đa số người dân không dám đến khu vực trên vào ban đêm vì sợ những đối tượng trên quay lại tưởng đàn em của Dung Hà đến viếng đàn chị sẽ trả thù. Còn cánh xe ôm trước kia hay đứng trước khu vực quán Ba cũng phải rời ra đầu đường Nguyễn Thị Xuân, giao đường cách mạng tháng 8 để tránh rắc rối. Tuy nhiên điều làm những người ở đây hết sức bất ngờ là vào mỗi buổi sáng, tại gốc cây gần nơi Dung Hà bị bắn chết, người ta lại thấy một bó hoa trắng với một vài cây nhang đã tàn. Ông Vương Nhiệm, 52 tuổi, hành nghề xe ôm hơn 20 năm tại đường Bùi Thị Xuân chia sẻ. Trước tôi hay đậu xe ở trước quán ba cây mít để đón khách, nhưng từ khi Dung Hà bị bắn chết, chúng tôi chẳng dám đậu nữa mà lui ra xa. Người dân buôn bán ở khu vực trên cũng đóng cửa sớm vì sợ. Tuy nhiên một điều lạ là khi ấy vào mỗi buổi sáng, người ta đều thấy một bó hoa trắng cùng với một bó nhang được đốt vài cây cắm vào gốc cây nơi Dung Hà bị bắn. Người thì cho rằng bó hoa trên là do đàn em của Dung Hà đến đặt để tỏ lòng thành kính trước đàn chị. Người thì cho rằng bó hoa trên là của bà Tê, một phụ nữ hay cặp kè với Dung Hà thời ấy, đến để đặt tưởng nhớ Dung. Nhưng thực ra ở đây ít ai biết chính xác bó hoa trên là do ai đặt. Từ đó thành lệ, Đến nay, gốc cây nói trên thỉnh thoảng lại có một số người lại đến thắp nhang và đặt hoa. Được biết căn nhà số 17 Bùi Thị Xuân vẫn trong tình trạng đóng cửa mãi cho đến khi các hung thủ gây án đều lộ diện. Băng nhóm năm cam đều lần lượt ra trước vành móng ngựa. Sau nhiều năm trong tình trạng đóng cửa, thì đến khoảng cuối năm 2001, có một người đã đến thuê lại căn nhà trên để kinh doanh quán nhậu vào buổi tối. Cũng từ đó, căn nhà trên đã nhộn nhịp cảnh buôn bán trở lại. Trò chuyện với chúng tôi, chú Sáng 56 tuổi, làm nghề buôn bán tại khu vực trên Tâm Sự. Vụ án Dung Hà bị bắn cũng đã qua lâu, an ninh khu vực Bùi Thị Xuân giờ cũng đã tốt hơn rồi. Một năm trước, tôi đã từng thấy anh Hà, chị ruột của Dung Hà và một số đàn em vào Sài Gòn tìm đến phía trước căn nhà số 17 Bùi Thị Xuân, đứng thấp nhang, sau đó nán lại rất lâu. Sau đó họ còn thuê khách sạn của bà Tê, một người thân thiết dạo trước của Dung Hà để ở, Hiện nay trước căn nhà số 17 Bùi Thị Xuân, nơi xảy ra vụ thanh toán đẫm máu năm nào, đã bình yên trở lại, thay thế vào đó là cảnh buôn bán tấp nập của các nhà hàng quán ăn. Vị trí gốc cây nơi Dung Hà bị bắn gột thỉnh thoảng người ta lại thấy có khói nhang nghi ngút bay lên vào ban đêm. Đó là nhang do những người hành nghề xe ôm bảo vệ ở đây thấp. Trò chuyện với chúng tôi, một bảo vệ khách sạn ở số 15 Bùi Thị Xuân cho biết, mỗi tối họ thường xuyên ra đây thắp nhang là vì thói quen phần là vì thấy Dung Hà trước kia sống ở đây có tình nghĩa, bởi tuy là bà Trùm, nhưng Dung Hà không bao giờ hiếp đám kẻ nghèo, kẻ yếu. Thế giới ngầm, kênh thông tin chọn lọc về các thế lực ngầm, trùm xã hội đen, mafia, hãy đăng ký để không bỏ lỡ bất kỳ bản tin hấp dẫn nào.